Mời người về thăm hoa hao, lượn lờ soi bóng Tiền Giang. Nước ngọt thấm tươi cây lành, gió qua lời phù sa bồi đắp. Chùa Thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang. Tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày. Tàu bè dặm ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Nhờ Thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước tường tu. Suốt đời nhớ công ơn Thầy, nguyện tinh tấn trọn câu tu hành. Mời người về thăm hoa hao, lượn lờ soi bóng Tiền Giang. Nước ngọt thắm tươi cây lành, gió qua lời phù sa bồi đắp. Chùa Thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang. Tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày. Tàu bè dập ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Nhờ Thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước đường tu. Suốt đời nhớ công ơn Thầy, tinh tấn trọn câu tu hành. Nhờ Thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước đường tu. Suốt đời nhớ công ơn Thầy, nguyện tinh tấn trọn câu tu hành. Mời người về thăm hoa hao, lượn lờ soi bóng Tiền Giang. Nước ngọt thấm tươi cây lành, gió qua lời phù sa bồi đắp. Chùa Thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang. Tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày. Tàu bè dặm ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Nhờ Thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước tường tu. Suốt đời nhớ công ơn Thầy, nguyện tinh tấn trọn câu tu hành. Mời người về thăm hoa hao, lượn lờ soi bóng Tiền Giang. Nước ngọt thắm tươi cây lành, gió
qua lời phù sa bồi đắp. Chùa thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang, tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày. Tàu bè dập ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Nhờ thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước đường tu. Suốt đời nhớ công ơn thầy, nguyện tinh tấn tròn cầu tu hành. Nhờ thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước đường tu. Suốt đời nhớ công ơn thầy, nguyện tinh tấn tròn cầu tu hành. Ngày đản sinh của Đức Thầy Tôn Kính.
của chúng ta. Vì đây mình đang đại diện cho phòng làm nghi thức thống nhất đề thỉnh chân dung đức thầy về lễ đàn. Vì đây mời tất cả chúng ta buông xả buông duyên quay về chánh niệm, hướng về chân dung đức tôn sư đồng kính thầy sáng. Mời tất cả chúng ta hướng về cụ quyền thất tổ đồng kính ba sáng. Mời các bạn chúng ta hướng về Tam Bảo đồng kính ba sáng. Mời tất cả những vị đạo chúng ta xem ngoài hướng về bàn thông thiên đồng kính ba sáng. Đó là vị thức của tôi nhận. Giờ đây tôi hướng về bàn Phật giữa trời đồng kính ba sáng. Đây là kiến thức để chúng ta thực hiện dung, rồi sau đó chúng ta là kiến thức để chương trình. Vậy giờ đây mà chúng ta hai bên, và chúng ta nữ Việt Nam đi ra bên ngoài bên phải chúng ta về cái lễ đài của chương trình của thầy ở bên đằng sau, thì chúng ta là chương trình lễ để chúng chung về tâm đạo tràng. Vì vậy tất cả chúng ta mang đồ chúng ta chỉ đạo đạo và bên nữ cái... Mời chúng ta về những đề tài chân dung của thầy đằng sau. Chúng ta chấp một hàng bên nữ, một hàng bên nam, dài bảy chân thầy. Rồi những đề tài gì chúng ta phát cái tràng bông, cái những cái chỗ bông đó trước, rồi xong rồi tới bên xa đằng sau chúng ta phát những cái nhánh bông ở phía sau. Những gì đằng trước đó chúng ta đại diện của bên lớn này sắp xếp để ta nhận cái tràng bông. Dạ. À, xin những thay đổi thiếu những cô bác đó, những cô bác nào có cái chức gì chúng ta đi trước gần chân dung đức thầy để nhận những đặc qua lớn, rồi kế tiếp cô bác chúng ta nhận những đặc qua nhỏ, rồi sau cùng chúng ta nhận những cành bông đi hay là cái bông lưới, rồi mỗi người một nhận để dâng lên chúc mừng một ngày đản sinh của đức thầy kính yêu chúng ta. Khi ổn định xong chúng ta mới phát bắt đầu ra qua. Khi chúng ta ổn định xong hai mặt đối nhau chúng ta phát qua cái gì? Dạ, chúng ta khắp một hàng thôi, khắp một hàng để chúng ta bao tử ta đi lên thành luôn. Dạ, mình nói ra đúng cho nó thoải mái. Dạ, hôm nay mình không có đông, thì chúng ta đứng cho thoải mái. À, đừng có tọt tội với nhau đó, nó không được không vậy. Tại nó nóng được, bởi vì chúng ta sắp giãn ra cho nó dài chứ. Dạ. Rồi, mời những người có mình lãnh qua đưa bên trước đây. Dạ, cái mì đâu? Đây 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 đi đây đi đây. Rồi chào. Mấy đồng đạo nam mình đại diện phụ qua đi, phụ bớt phụ cho mẹ, phụ bớt đi, phụ bớt xin cho mẹ qua lên khác hết rồi khác mình nha. Thầy chúng ta biết thầy như thế có thể không?
Kính thưa quý vị, giờ phút thiêng liêng bắt đầu, mời tất cả chư vị chúng ta lắng động tâm tư, quay về chánh niệm thân trang nghiêm để chuẩn bị làm chương trình tỉnh nhân chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ Đức Phật. Kính lễ Đức Thầy. Kính thưa quý quan khách và kính thưa quý đồng đạo, giờ phút thiêng liêng chuẩn bị thỉnh cây dung đến thầy kinh hành về nơi vị trí lễ đài. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Quý Mão, là ngày kỷ niệm đản sinh lần thứ 104 của Đức Thầy. Giờ phút thiêng liêng trang nghiêm thân tịnh buông xả muôn duyên về chánh niệm Đức Thầy dạy thứ bảy, chánh niệm dạy thầy khi cầu khi nguyện chuyện gì thần tâm thì sẽ được. Tây phương đi ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đấu lai. Kính thưa quý vị, hôm nay Minh Tâm đại diện cho phần điều động buổi thỉnh cây dung môn diệu hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quan thượng đẳng đại thần, chư quan tụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy cuối cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Quý Mão, là ngày kỷ niệm đản sinh lần thứ 104 của Đức Thầy kính yêu của chúng ta. Nay chúng con thành tâm cung thỉnh chân dung Đức Thầy về nơi lễ đài trang nghiêm, mong cầu quay linh Phật tổ Phật Thầy, chứ vị trăm quan từ bi gia hộ chứng minh cho bài lễ được bắt đầu và thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ mời chúng ta chuẩn bị thỉnh cây dung và quay cây dung lên. Rồi mời hai đồng đạo đại diện đồng phương chúng ta thỉnh hai cái lãng gì trước rồi bắt đầu tới cái thầy. Dạ không lên thỉnh cái cầu. Kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến,
Hôm nay là ngày 25 tháng 11, 2023, là ngày đản sinh Đức Thầy. Vào giờ này, tại đạo tràng Cải Sanh, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, chúng con xin cung thỉnh chân dung Đức Thầy đến hội trường để an vị. Đức Thầy Ngài cho biết, Ngài dân chỉ đáo lai trần thế, cõi chúng ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ Hoa Thần hạ bút, khuyên ba tánh tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau. Gái cùng trai già trẻ bước vào, đường trí huệ quy y dình đạo pháp. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Ta tự dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tả ít bổn kinh. Phương Nam rạng ngọc chói lòa, lũ ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, trước tôi lương đóng chào người chân tu. Nam mô A Di Đà Phật. Dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, trước tôi lương đóng chào người chân tu. Ngài dân chỉ đáo lai cõi trung ương nhằm nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ Hoa Trần hạ bút. Quyên bá tánh tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bài diệt về sau. Gái cùng trai già trẻ bước vào, đường trí huệ quy y nhìn đạo pháp. Dạ dạ con. Dạ dạ thấy. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong hóa dân sanh phù hạ, chấp bút thần tả ít bổn kinh. Lòng thương lưu thử đạo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca. Cảnh tỉnh người mai về cõi ngộ, giải răng kẻ tục vượt mê hà. Phương Nam rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung. Liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Và hồ đồng đề cho tất cả các chư lý quan khách.
lên con qua qua cái chút này đi. Dạ từ từ đi, dạ trở về vị trí cũ ha. Dạ tất cả chúng con đem tóc đồng thành kính dâng lên những nén hoa tươi thắm tinh khiết dâng lên đức thầy tôn thế đức với ngày đại lễ 25 tháng 11. Năm Kỷ Mùi và 25 tháng 11 năm Quý Mão, năm kỷ niệm 104 ngày kỷ niệm đản sinh của đức thầy Tôn Kính Đức của chúng ta. Chúng ta đang nhờ lời chúng ta vị cũ chúng ta chấp tay niệm Phật và một niệm Phật những ngày ghi đạo một điều lành quý đức báo vô bi. Muốn cho chính Phật con thì ráng thường niệm Phật, ráng chi nhiều lần. Kính thưa sự tham dự của quý vị quan khách đồng đạo, chúng ta tề tụ về tịnh thất cầu cây xanh giờ cũng thiêng liêng để dâng những rặng hoa, những cành hoa tươi thắm và tấm lòng thành kính của tất cả chúng con dâng lên ngài một đóa hoa tươi thắm, một tấm lòng tinh khiết của chúng con dâng lên đức Phật, đức thầy nhân ngày đại lễ. Mong tất cả các ngài chứng minh quay lên những tổ thầy âm thầm phò hộ cho tất cả chiêm đạo chúng con cũng như bát ánh và dân tiêu tan tình sự giải thoát mê ly. Và chúng ta sáng một sáng hoặc hai sáng để kính dân lên đức thầy đủ rồi ở tấm lòng thành. Chúng ta dâng hoa rồi chúng ta đi về vị trí chúng ta, chúng ta sắp lại tên nữ mình đang. Dạ đừng lo lắng gì, ai có cái dòng thông đã được dâng lên thầy. Trong ngày trong dịp phút ly, trong ngày đại lễ. Và An Di Đà nhìn xem sắc tội đang trong chợ phong mọi chúng sanh thì hào quang bồ tát thì lành đặng tìm kiếm thì người đức
thì bạn cái tay ổn định lên chỗ ngồi để chúng ta làm tầm cho ý thức để chúng ta chỉ vào thẳng chương trình buổi lễ. Những gì bốn người đang ổn định thế ngồi. Bây giờ cái ban của chúng ta đã đồng đạo mặc áo có để đó. Còn là ta đứng ở trước hai bên ngoài để chúng ta đi tìm đi đi qua. Để chúng ta đi những cái nặng qua lớn đó, chúng ta đi cái đường đi đi. Để mà với mắt cho dân thầy. Ở bên ngoài, chúng ta đọc những gì đại diện chúng ta vào vị trí để chúng ta lên qua 76 là đứng ở đường trước trên để nhận những ban qua. Thân yêu của đạo chúng ta đại diện cho Bình Dương, Củ Chi, Long Thành, Hóc Môn, thì chúng ta là Hồ Chí Minh và cũng như tỉnh Thất Bại Sơn. Giờ mà chúng ta những cái áo để cái đôi quài cũng đại diện và chúng ta hai người một cái đàn ông trên đây thì những cái tâm đây đại diện 76 là thu nhận những cái năm qua lớn để chúng ta dâng lên cho Đức Thầy ngày này này. Và mình nghĩ chúng ta mình thắp mình nghĩ đó chúng ta với anh Như Lo đó tại vì cho mình nghĩ chúng đi chúng ta nhận một cái lạnh qua nào đó có thể tên đó chúng đi mình nghĩ chúng ta nhận được lạnh qua đi để mình nhận chúng này chúng qua ngay chỗ thầy đó nó hơi dàn cảm ở chặt mà trả lời đi điều hành quái đưa hết chúng ta qua nhân viên cái khoảng trong khoảng giữa này. Đồng đạo bên thứ tự nè, bên Củ Chi nè, bên Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Dương, và của An Giang, ai là An Giang đại diện cho hai người, An Giang đại diện cho hai người. Quý mình đó, ở ngoài nó sắp đặt là biết, nó không có của quý nữa mà mới cho hay. Đặt ra bàn giờ, có những người từ chối là giờ đại diện. Ngoài nó sắp đặt, nói này, vô đến giờ không ai. Mời chú Ba đi ngon ngọt. Rồi tới cô Trinh. Chú Trinh được mình đem đàn ba bé tiếng kế tiếng vô. Rồi Hồ Chí Minh. Rồi tới nữa chúng ta lựa cái nhân qua cô Chi. Mời cô 6, cô 7 nhận cái. Rồi 6, 7 nhận cái nhân qua. Mời các bạn chúng ta ba lên giữa tay đi. Rồi tới cái bé Trinh con của 7 và bé được, bé được. Cô Trinh là con của 7 và chị cháu ngoại của 7. Rồi hai mẹ con và cô 6 chị 6 nhận nhà qua. Đề nghị chị con nhận giữa tay. Rồi tới Củ Chi, tổ của họ có không? Tổ của họ có không? Có đúng tên. Rồi nhà tổ chọn cho mấy người đẹp trai của mình. Chúng ta nhờ những cái lạc qua vô trong ngay như cái thầy quý vị. Rồi trước khi là bài chi trước cái hai rồi rồi đi tổ rõ cho mình chào ta đi rồi Bình Dương mà Bình Dương đại diện cho hai người Bình Dương anh Lập và Lập Đạo Lợi. Anh Lập và Lập Đạo Lợi đại diện cho nước Bình Dương. Quay mặt lại. Cô Sáu đứng bên, cô Bảy đứng bên. Hai người đứng bên, hai người kia đứng. Đúng rồi, vậy đó, đứng vậy đó. Rồi. Đó, vậy đó mới đẹp. Dạ, những gì cho chào tay và lên như thế nào của tất cả các đạo. Rồi mời hai đồng đạo Bình Dương, đại diện Bình Dương. Rồi chẳng lãng qua cái gì bỏ nhỏ trên đàn đây.
buổi sáu lạnh không? Rồi thôi, nhóm hai bên nữ và bên nam đại diện cho hai càng qua nữa, hai đại diện cho bên nữ là một nhóm phụ nữ Việt Nam đại diện bên phụ nữ đi ha. Rồi những người này đại diện cho tất cả chị em phụ nữ. Rồi mời 76 nhận càng qua đại diện cho bên nữ. Rồi mời quý vị quan minh một tràng pháo tay để gửi chào mừng tất cả chư quý vị. Giờ mời chúng ta đại diện bên nam. Dạ. Dạ rồi nữ rồi. Mới vô rồi. Sao tôi thấy hai người vậy? Thôi lộn lần lại. Vậy mời hai ông bà ông nữ. Dạ bên nữ, đại diện bên nữ. Ai đẹp cho đứng lên chúng ta đều nữ là hai bà già. Chúng ta đại diện cái gì? Được rồi, hãy nhìn đi cái này. Rồi, hai người đẹp rồi. Rồi, mời hai đại diện nữ đọc giảng viên. Hai và một người bạn đọc rất hay, đọc nhiều quá. Rồi, đại diện nữ diễn biệt cho một trăm của trai, mỗi nữ, đại diện bên nữ. Rồi nam, cô chứ, rồi đại diện bên nam. Rồi này ra ngoài luôn nha. Đại diện bên nam, trong đại diện hai ông mà trẻ đẹp đây. Mà hai ông bên nam, đại diện cho thiện nam. Hai ông bà tắc ở bà Duyên, và ông bà tắc là đại diện bên nam. Cô Nhi đại diện nữ và thiện nam tính nữ. Đó, trong nhà Phật chúng ta có hai là Phật tử, hai là Phật đạo chúng ta, bên nam là nữ. À, đúng rồi. Mời một bên đại diện chị Sáu Yến, tỉnh Thất Bội Xanh và một người bạn của Sáu lên nhận các chàng qua để kết thúc buổi dân hoa cho Đức Thầy. Đó. Còn hai chàng qua đại diện với Thầy cho 7, cho 6 đại diện và một người bạn nhận chàng qua xong rồi chúng ta để đi tiếp tục. Đứng luôn cô bạn chứ. Dạ, rồi.
chỉ dành dân hoa cho Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.